Xin chào các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh của mình. Như thường lệ, hôm nay chúng ta cùng nhau nhận định thị trường trong phiên giao dịch hôm nay, thứ ba ngày mùng 6 tháng 7 năm 2021. Uh, phiên ngày hôm nay thị trường uh, giảm điểm rất mạnh, uh, giảm rất sâu, thậm chí là gãy tất cả những cái cái hỗ trợ gần nhất, uh, những cái hỗ trợ gần nhất của thị trường và uh, rất nhiều nhà đầu tư cũng đang khá là hoang mang, uh, khó là hoang mang bởi vì cũng không không hiểu chuyện gì xảy ra khi mà uh, gần cuối phiên thì rất nhiều cổ phiếu là giảm mạnh. Đó, nhưng mà nếu giảm mạnh đến phiên ATC thì cái lượng bán ra còn nhiều hơn nữa và cái lượng lệnh chất như bán sàn rất nhiều đặc biệt là nhóm chứng khoán và và nhóm ngân hàng à, thì nhiều người cũng nghĩ là một số bạn thì đưa ra những cái lời đồn tôi nói rồi đôi khi chúng ta luôn luôn đi tìm lý do cho thị trường tại sao nó tăng tại sao nó giảm đúng không ạ khi thị trường giảm thì bắt đầu các bạn nhắn tin cho mình liên liệu là tại sao tại sao tại sao và tại sao nó giảm đúng không ạ, Rồi bắt đầu lại mọi người bắt đầu thi nhau đi tìm lý do rồi cũng đồn kiểu này đồn kiểu kia ở đồn là phong tỏa thành phố Hồ Chí Minh, đồn là lỗi của FPT, đồn là rất nhiều các cái lời đồn khác nhau đúng không ạ, rất nhiều các lời đồn khác nhau thực tế thì cái câu chuyện này lát nữa chúng ta sẽ bàn kỹ hơn và chúng ta chia sẻ sâu hơn về cái các cái diễn biến của phiên ngày hôm nay cũng như là một số các cái phiên gần đây mà mà như cá nhân mình cũng có chia sẻ trong clip ngày thứ sáu cũng như là clip ngày tối chủ nhật rồi đúng không ạ nó và thậm chí trong cái clip nội bộ của anh em nhóm và tối ngày thứ bảy mình còn chia sẻ sâu hơn rất kỹ nữa về cái 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 thị trường trong nhịp này còn ở góc độ của mình nghĩ à, góc độ của mình nhìn nhận và mình đánh giá thị trường thì à, như cái tiêu đề của phiên ngày hôm nay à, như tiêu đề phiên ngày hôm nay ở cái clip ngày hôm nay thì mình nói là VN Index hiện tại đang chia lại bài để đón nhà đầu tư mới à, hôm nay sau khi hết phiên khoảng 15 giờ 30 thì ra một cái thông tin là lượng nhà đầu tư trong tháng 6 là mở tài khoản mới kỷ lục khoảng 140.000 tài khoản. Một con số kỷ lục từ trước đến giờ. Đúng không ạ? À, thì như clip mình không nhớ là thứ sáu hay thứ bảy hay chủ nhật mình có nói một điều là à, thứ nhất là gì các bạn thống kê là tự doanh rồi khối ngoại rồi thì nhà đầu tư tổ chức là người ta bán hết rồi. Bán rất nhiều rồi, bán bán ròng từ đầu năm đúng không? Tôi bảo bây giờ chỉ có nhà đầu tư cá nhân của chúng ta là cầm tiền cầm cổ phiếu thôi, còn à, mấy cái đội kia là nó cầm nó cầm tiền mà cầm tiền thì không thể nào nó vào với giá cao như thế này thì chắc chắn là gì khi nhà đầu tư mới mà được công bố hôm qua trong clip ngày hôm qua thậm chí mình còn trách móc là là không chịu công bố số lượng nhà đầu tư mới mở trong tháng 6 này như thế nào rất là chậm sáng sớm hôm nay chưa chưa ngày hôm nay mình còn vào VND mình xem vẫn chưa thấy thống kê đúng không ạ thì chắc chắn là gì họ bán ra rồi, họ chốt lời rồi, họ cầm tiền rồi. Thậm chí còn nhiều thống kê là tiền của nhà đầu tư nước ngoài chưa rút ra vẫn còn trong tài khoản. Thế thì câu chuyện là là nó có khả năng là nó sẽ đạp thật mạnh để mà gì gọi như là giống như tôi gọi là chia lại ván mới đúng không chia lại để làm ván mới chứ nó không thể nào nó vào lấp lửng lấp lửng nửa vời như vậy mà nó vào ờ, cũng nghĩ là có thể là về 1450 có thể về 1.500 đâu đó ha? À, vẫn tăng nhưng mà rồi gì nó không thể nào nó vào nửa vời như vậy nó bán ở giá 1.200 mà nó vào 1 1400 1.400 cho chúng ta được nó sẽ đạp đạp thật sâu để mà gì để nó có thể là gọi lên tàu ha chúng ta mới lại vậy thì bây giờ câu chuyện hôm nay là theo mình nghĩ là bắt đầu nó đang chia bài tại sao mình nói là đang chia bài nay với là đang chia thôi chứ chưa phải là nó đã chia xong đâu cho nên từ từ hãng bốc bài đúng không ạ thực sự là cái cái sự hoảng loạn của thị trường là có thực còn cái hệ thống nói sai nó đôi nó nó đơ nó lỡ là theo mình nghĩ là không phải đâu nhiều bạn đổi thừa là hệ thống của fpt bị lỗi hiển thị sai rồi này kia không có đâu các anh chị nhìn ngược lại thì xem nếu là các anh chị trong phiên ngày hôm nay các anh chị có hoảng loạn hay không, các anh chị có đặt lệnh em MB các anh chị bán tháo hay không? Là rõ là rõ là thị trường là nó bán thực hay là bán giả. Các anh chị có bán được không? Các anh chị có đặt lệnh bán MB, có đặt lệnh bán giá sàn để thoát để tháo chạy hay không? Đó. Và gì nữa? Bán ra rồi thì ai là người mua ngày hôm nay lát nữa chúng ta sẽ nhìn. Chúng ta sẽ nhìn vào cái kết quả khớp lệnh phiên ATC đúng không ạ? Có đẩy cái thanh khoản của thị trường lên. Đó thì là chia sẻ thêm một chú ý thôi góc nhìn của mình thì mình vẫn nói rồi mình vẫn chia sẻ rồi nhiều bạn cũng nhắn tin bảo tại sao anh anh dự đoán được mấy cái lần mà nó 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 nó, nó giảm như thế này không mà góc độ mình nhìn nhận mình chia sẻ thôi còn có thể mình chia sẻ ra thì nó đúng ý người này không đúng ý người kia rồi cũng có người vào chỉ trích cũng có người vào khen nó thế này thế kia nhưng không mình không quan tâm nói thật sự mình không quan tâm mấy cái đó đâu góc độ của mình mình cứ nghĩ làm sao mình nhìn nhận làm sao mình cảm nhận làm sao thì mình chia sẻ làm vậy thế thôi còn nó đúng nó có đúng nó có sai chứ không phải lúc nào nó cũng đúng hết cho nên là mọi người cũng cũng đừng có làm quá lên đúng không ạ đấy thì tất cả những thông tin mình tổng hợp nhận định chia sẻ nó là cái quan điểm cá nhân để mọi tham khảo nó không phải là lời khuyên cũng không phải là khuyến nghị đầu tư đúng không ạ à, chúng ta quay trở lại với thị trường thì à, rõ ràng phiên ngày hôm nay nếu mà nhìn về tổng thể thì chúng ta sẽ thấy cảm thấy khá là buồn khá là buồn và buồn ở đây là buồn nhiều bạn nhắn tin cho mình là buồn là buồn về cách tạo lập thị trường buồn về cái cách thị trường đánh quá đánh kiểu như đánh úp bất ngờ đúng không chúng ta không kịp xử lý chúng ta không kịp thực ra chúng ta có rất nhiều thời gian để chúng ta xử lý nhưng chúng ta không làm thôi các bạn hình dung ạ bởi vì sao bởi vì cả phiên ngày hôm nay điểm số các bạn thấy như thế nào tăng mà đúng không thị trường chỉ thực sự giảm mà giảm bắt đầu từ khoảng 14 giờ 12 phút là mới bắt đầu giảm thôi thế thì cả nguyên phiên sáng ngày hôm nay thị trường xanh nhóm ngân hàng xanh nhóm chứng khoán thậm chí xanh nếu các bạn bảo là thị trường đánh úp các bạn tại sao sáng nay các bạn không thoát tại sao không bảo là thị trường không cho các bạn cơ hội nếu về nguyên tắc nha tôi nói nếu tôi mà là tạo lập và tôi úp là tôi úp từ sáng sớm ấy. Từ phiên ATO là úp luôn Úp không ngóc đầu để được luôn Chứ tại sao cả phiên xanh như thế này Chúng ta có thừa cơ hội thừa thời gian để chúng ta thoát hàng cơ mà Hay là những lúc xanh như thế này Chúng ta lại tranh nhau chúng ta đua mua vào Rồi đến lúc như thế này bắt đầu hoảng loạn Bắt đầu mới bán ra cái đó là một cái cái sự hoảng loạn của nhà đầu tư tôi nói rồi cứ làm sao lúc xanh thì phải là bán ra còn lúc đỏ như thế này thì phải canh đi mua vào thì có khi là nó hay hơn chứ đừng có những lúc như thế này rồi à, tại sao em đặt lệnh bán không được? Tại sao thế này? Tại sao thế này kia? Tại sao bán không được? Tại sao bán không được? Những lúc như này chẳng thấy ai nhắn là tại sao em đặt lệnh mua không khớp? Mà toàn thấy nhắn là tại sao em đặt lệnh bán không được? Đúng không ạ? Các bạn thử hình dung đây, các bạn những người xem clip của tôi có những người đầu tư rất lâu, có những người mới, có những người cũ, có những người trong nhóm, có những người không trong nhóm. Chúng ta đặt một câu hỏi xem với tâm lý của chúng ta và cái hành vi của chúng ta tại cái thời điểm nó đạp sâu như thế này, thì chúng ta suy nghĩ điều gì và chúng ta hành động kiểu gì? thì, tại sao nó xảy ra một cái sự hoảng loạn như vậy hoảng loạn là gì thấy giảm sâu như thế này rồi bắt đầu là bắt đầu lên bắt đầu tìm lý do Ôi, tại sao nó giảm thế sáng nó vẫn còn xanh mà bắt đầu là bắt đầu chúng ta đi tìm lý do và thấy đâu đó là ở phong tỏa hay là lỗi hay này kia bắt đầu là thi nhau bán bán tống bán tháo bán để bán chạy sáng sớm ngày hôm nay trong cái bài nhận định của mình mấy video clip đây mình cũng nói đúng không sáng ngày nay mình nói đến trước đến trước khoảng 2 giờ đúng không trước 2 giờ khoảng 2 giờ 2 giờ thiếu 20 hay thiếu 15 thì mình cũng nhắn lên nhóm là mình kêu tình hình không ổn bán đi đúng không các bạn còn 30 phút để các bạn bán vẫn còn kịp hoặc là trong sáng nay các bạn bán vẫn kịp và thậm chí bài đăng mình có nói rồi hôm nay hoặc là clip hôm qua cũng nói là hôm nay nếu thanh khoản thấp hơn phiên ngày hôm qua đó mà điểm số không vượt lên được 1420 thì bắt buộc phải bán thế thôi còn cái việc nha tôi nói tiếp là là gì nó chia lại câu chuyện là um, thống kê đây số lượng tài khoản chứng khoán mở mới 140.000 140.000 của nhà đầu tư cá nhân trong nước tăng vượt trội so với tất cả phần còn lại và coi như là gần như là bằng có khi những năm trước đây 2017 2018 gì thì chỉ bằng một năm chỉ bằng một một tháng bây giờ thôi đúng không ạ tức là gì lượng nhà đầu tư cá nhân vào rất nhiều nhưng không mang theo một cái dòng tiền tương ứng các bạn phải chú ý câu chuyện đó đúng không ạ hôm qua tôi có phân tích về việc mà điểm số thì tăng rất nhiều nhưng mà thanh khoản không tăng đó, thậm chí ta phân tích rất là chi tiết kể cả so sánh không biết cái bài so sánh là tôi làm trong clip phân tích chung trên đây hay là clip clip nội bộ nhưng mà tôi có nhớ là tôi làm rồi đúng không ạ là so sánh về cái thanh khoản rõ ràng là với một cái lượng nhà đầu tư mới nhiều như thế này mà thanh khoản vẫn sụt giảm thì chứng tỏ tiền không phải của đội này tất nhiên đội này vẫn đang là đội nắm giữ nhiều cổ phiếu nhất trên sàn chứ không phải là tạo lập hay là nhà tổ chức hay là dòng tiền lớn nó vẫn cứ âm thầm nó rút ra hôm qua chúng ta đọc trong cái clip hôm qua chúng ta thấy có một cái hình thống kê đúng không ạ tính từ đầu năm đến giờ là nhà đầu tư cá nhân mua ròng 42.000 43.000 tỷ tương ứng với nó là khối ngoại bán ròng 42 30 30.000 tỷ đúng không tự doanh bán ròng uh, 9.000 tỷ uh, tổ chức bán ròng 3.000 tỷ như vậy là thì, thì trong tiền lớn bán ra là cá nhân chúng ta cầm cổ như này thì hôm nay nếu có bán ra vẫn là nhà đầu tư cá nhân chúng ta bán ra các chị hình dung câu chuyện đó uh, khối ngoại hôm nay vẫn bán ròng không có mua chưa hiện tại chưa có thống kê giao dịch của tự doanh thì chúng ta lát nữa chúng ta bây giờ mới là bốn giờ ba tôi làm sớm tại vì nhiều bạn nhắn tin quá thì chưa có thống kê tự doanh nhưng mà chúng ta thấy nếu nếu thuần túy bảo là dòng tiền lớn tức là gì câu chuyện này chúng ta đang bàn tiếp là gì liệu nó chia bài xong chưa theo tôi nghĩ là vẫn còn đang chia đúng không? đang chia tức là chúng ta khoan hãng bốc bài đúng không ạ chứ nhiều bạn bắt đầu nhắn tin câu chuyện vào bắt đáy đấy cái tín hiệu như vậy mới là tích cực đúng không thấy giảm là nhảy vô bắt đáy nhưng mà từ từ á. từ từ ăn bắt bởi vì nó chưa bài chưa xong đâu đừng có thò tay vào nhớ nó chia lộn thì sao đúng không ạ? đi gì tự doanh chưa mua đúng không khối ngoại lát nữa xem có mua hay chưa thì bắt đầu chúng ta quay ngược trở lại chúng ta xem thị trường ai mua ai là người mua và ai là người bán một khối lượng khủng như thế này đối với hòa phát đối với techcom đối với tv đây là khối lượng khớp của phiên ATC thôi đúng không ạ thế nếu nếu nhà đầu tư cá nhân không đặt bán thì làm sao mà nó nhiều cổ như thế này thậm chí chất bán sàn atc rất là nhiều tất nhiên là gì cái lượng lệnh đối ứng nó không nhiều cho nên dẫn đến là cái khối lượng khớp ở đây nó không nhiều này các bạn hình dung ạ và kể cả gì kể cả trong phiên cái lượng lệnh mà chờ mua các bạn hình dung ạ nếu như tôi nói nếu trong lúc phiên atc mà các bạn đặt bán giá sàn ở đây này đúng không đặt bán giá sàn ở đây mà cái lượng lệnh chờ mua bên 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 chờ mua này này mà người ta chưa kịp hủy thì nó vẫn sẽ khớp ở trên này đó, nhưng mà giá nó không phải là giá sàn tất nhiên nó sẽ cân đối lại về cái lệnh ATC thì chúng ta nghiên cứu thêm về cái đó thì rõ ràng là gì với một cái thứ nhất là với những cái mã mà đa phần chúng ta thấy đa phần những mã này là những mã gì có thanh khoản lớn trong phiên ngày hôm nay và khối lượng cũng khớp rất nhiều phải ai là người đặt bán giá sàn thậm chí còn dư bán sàn rất nhiều đây này và gì ai là người đặt mua giá sàn này thì cái câu chuyện này là gì chúng ta sẽ đặt câu hỏi đó đúng không tôi tôi thì tôi không đặt câu hỏi ai mua Tôi không đặt câu hỏi ai mua nhưng tôi đặt câu hỏi ai là cái thằng đặt bán giá sàn ngày hôm nay Có phải chính chúng ta, chúng ta là người hoàng loạn Nhỏ khối ngoại nó chưa mua Đúng không ạ? Có thể tự doanh cũng chưa mua Nhưng mà thực chất là gì? Cái lượng lệnh khớp này này là do những người đặt chờ mua ở phía bên này Đúng không ạ? Đặt chờ mua mà nó chưa kịp hủy lệnh à, Chưa kịp hủy lệnh, cuối phiên bị táng ATC cái là dính luôn và thậm chí là nhiều người không nghĩ là nó sẽ sẽ nằm sàn hàng loạt như thế và vô phiên ATC thì chắc chắn là không hủy được lệnh rồi. Đúng không ạ? Đó, cái đó là một cái cái này gọi là giống như là là gần như là phiên ATC thì chúng ta gọi là như mua mà mua cưỡng bức ấy. tức là chúng ta bị phải mua nhé có nhiều người tức là nhiều bạn cứ bắt là ai ai bán ai mua cái người bán ra thì có thể là chủ động cái này chắc chắn tôi cam kết người bán là chủ động trong phiên ATC nhưng người mua cái này có thể là bị mua cưỡng bức tức là trong phiên thấy là thấy thị trường nó tích cực quá chúng ta đặt chờ mua thôi nhưng mà nó chẳng khớp nhưng mà đến kết phiên chúng ta cũng chưa kịp hủy lệnh đi thế thì cuối cùng vô là nó khớp các bạn để ý mà xem gần như là gì khớp trắng hết cái phần này luôn nó đa phần là những cái lệnh chờ chờ mua ở trong phiên thôi các bạn chất ở đây các bạn chờ đến cuối phiên nó nó tặng cho các bạn hết đó thì câu chuyện là như vậy à, chúng ta đừng hỏi là ai bán rồi ai là người gom cái cục này không phải đâu người ta bị mua cưỡng bức tài khoản các bạn đặt lệnh nha chưa tới vào phiên ATC các bạn không kịp hủy nó còn nằm chờ mua ở đó và lệnh bán ATC ra rất nhiều thì nó khớp theo thì điều này cũng thể hiện cho cái đội này toàn là đội thanh khoản lớn để chúng ta vào chúng ta xem đây Hòa Phát SHB STB VP Bank, CTG gì? nằm hết ở trong cái nùi mà nằm sàn này đa phần nùi mà sàn đó, là nằm ở trong cái khối cái đội mà có thanh khoản lớn trong phiên ngày hôm nay đó là một cái tín hiệu tức là gì đấy là lý do tôi bảo là nói xét về đồ thị thì chúng ta bảo là chưa chưa lên bắt bài đúng không chưa nên mua đó à, uh, thậm chí bây giờ thống kê về tăng giảm của một ngày nó chắc nó giảm nhiều quá nó không thống kê nổi luôn <laughs> nó thể nên ở đây không thống kê được à, finder hiện tại không thống kê được số số ngành giảm Đó để chúng ta đi vào cái, cái bản đồ nhiệt xem nó có thống kê nổi không rồi, Xoay vòng dòng luôn không thống kê được nó vẫn thống kê được mã tác động thôi nhìn mã tác động thôi rồi, mã tác động thì rõ rồi cả thị trường làm sàn như thế thì những con nào vốn hóa lớn nhất là toi nhiều nhất thôi chứ không có vấn đề gì cả Đúng không? Và trong rổ VN30 là chúng ta nhìn thấy chỉ có Vietjet và PNG là tăng điểm. Đúng không? Đó, Novaland nữa. ba mã. ba mã tăng điểm. Trong khi là 26 mã giảm điểm. một mã dừng ở tham chiếu VRE. Hôm qua VRE bị đạp sàn cuối phiên. Hôm nay thể hiện mạnh nhất là gì? Vẫn nằm ở tham chiếu. Đúng không? Và trong phiên là không có lúc nào đỏ luôn. Đó, thì câu chuyện là là gì? không phải là phần mềm nó đang test đâu đang test tăng trần hay là giảm sàn cho các bạn đâu đừng có tư duy như vậy đúng không ạ người ta đã kiểm tra hết rồi chứ chúng ta đừng có nghĩ mà đi tư duy là nó đang test sàn hàng loạt rồi test trần hàng loạt và vài bữa test trần hàng loạt cho chúng ta để chúng ta chốt không có đâu đúng không ạ chúng ta nhìn ra một cái bối cảnh thị trường xung quanh chúng ta là góc độ tôi đánh giá là không xấu nhá không xấu và gì nữa nếu chúng ta nhìn vào đồ thị kỹ thuật thì thanh khoản phiên ngày hôm nay cũng tương ứng với phiên ngày hôm qua thậm chí là đến khoảng đến khoảng khi mà tôi nhắn cái tin gần cuối lên nhóm khoảng lúc khoảng 1 giờ 40 phút đó, là tôi nói là thanh khoản hôm nay rất yếu đúng không rất yếu là thấp hơn trung bình 20 phiên khả năng đóng cửa thấp hơn trung bình hai phiên và câu chuyện là gì nếu chúng ta lấy nó thất yếu thanh khoản rất yếu mà chúng ta vẫn muốn thanh khoản lên thật cao đúng không thì trong khi là gì tiền mới thì không có margin thì một là full rồi hai là không dám dùng thì thì giờ muốn thanh khoản thì buộc phải bán ra nó mới có thanh khoản gì chiều mua hay chiều bán nó đều tính vào là thanh khoản đúng không ạ? thì cuối cùng là các cụ chọn phương án là bán ra và ngay sau đó là có thông tin là ở ừ, lượng tài khoản mở mới nhiều này này kia đó. Thì, thì tại sao nhóm chứng khoán lại phải làm sàn? bởi vì các bạn lo sợ các bạn lo lắng đúng không ạ? lo lắng quá mức à, hay đâu đó là cũng có những tín hiệu là chúng ta sử dụng margin quá mức. À, mà quá mức thì đôi khi là nó cũng sẽ phải chia lại tôi nói rồi. thế thì nhịp này cái kỳ vọng của chúng ta là hỗ trợ nằm ở đâu? tôi kể sẵn cái đường màu đỏ này khoảng 1310 đúng không ạ? 1310. Có thể nó sẽ trùng với cái đường MA50. đó là cái đáy cũ ở đây. Đây là tạm thời là hỗ trợ của ngày mai. Đúng không ạ? Kỳ vọng và hy vọng nó chỉ về tới đấy thôi. Tức là chia tới đây rồi thì có thể là xem xét bốc bài dần dần được rồi đúng không ạ? còn nay nó mới chia thì từ từ đã. Chúng ta cứ từ từ bình tĩnh đúng không ạ? Thì, thì chúng ta mới nhìn nhận là thị trường bắt đầu là nhịp này đúng không? Hai cái nến này, ba cái nến này nó có giống ba cái nến đây không? tức là gì ngày phiên ngày mai chỉnh rồi rút chân lên hay là sao hay là giống nhịp này đây chỉnh sâu cho ngày mai rút chân lên xong rồi hồi vài phiên xong lại đạp tiếp đúng không ạ khi mà tất cả chúng ta đều nghĩ là giảm sâu như thế này thì nó không giảm nữa đâu đó rồi có lực vào bắt đáy rồi uh, hồi lên để thoát ai cũng nghĩ được thì nó sẽ không làm như vậy nó sẽ không hồi cho các bạn thoát đúng không ạ tức là giống như các bạn đang thò tay vào chia nó đấy chia nữa thì bạn phải phải để cho nó chia chứ nếu các bạn nó nói vui các bạn đánh đánh bạc một ngồi bốn ông mà chia mà cứ thò tay vô bốc lung tung thế nào các bạn chia lộn đúng không ạ thì đấy tư duy thuần túy thôi tư duy đơn giản cho nó dễ cho nó dễ nhìn đúng không ạ các bạn nhìn qua thị trường thế giới không có tin gì xấu nhỉ chứng chứng mỹ hôm qua nghỉ giao dịch nhưng mà hợp đồng đào dồn tương lai xem nào đào dồn tương lai các chỉ số tương lai của mỹ đang bình thường không có vấn đề gì ạ nó đang là ở vùng chống thông tin mà tối ngày hoặc ngày mai thì mới công bố cái biên bản của Fed thì có thể là có thêm nhiều các cái dữ liệu hơn, người ta có nhiều dữ liệu để người ta phân tích hơn để các cái thống đốc các cái chủ tịch Fed của các bang nó phát biểu cái gì thì người ta nó có chi tiết hơn thì người ta còn nắm được thêm một số ý nhưng mà thực chất là nó chưa có gì thay đổi nhiều này. Đúng không ạ? Các thị trường đều xem châu Âu nào. À, châu Âu hiện tại đang giao dịch giảm giảm nhẹ thôi hôm qua thì tăng hôm nay giảm bình thường nó tăng giảm mà đan xen những phiên nào tăng mà tăng 1% thì hôm sau nó giảm một phần trăm hoặc là giảm một phần trăm sau tăng lại một phần trăm bình thường hôm qua cũng tăng loanh quanh 0.2 0.3 thôi đúng không ạ các bạn nào xem nhận định hôm qua của mình thì ơn ừ, cũng cũng xem lại cái bảng giá ngày hôm qua đúng không ạ cũng vậy thôi và bây giờ nó cũng bình thường đúng không qua tăng nay giảm lại thì cái mức rất nhỏ thôi thế cớ gì thị trường chúng ta lại đi tới bốn phẩy mấy phần trăm trên này nó ràng thì chúng ta vẫn đang ngược thị trường mà, đang ngược với thế giới một trong những thị trường tăng tốt nhất thế giới trong năm qua và trong 6 tháng đầu năm vừa qua thì hôm nay là giảm mạnh nhất thế giới nếu mà xét chúng ta xét theo một cái bối cảnh về về xa xôi hơn thậm chí châu Á của chúng ta là đóng cửa rất xanh nhé Nikkei xanh không phải 16 Australia thì bị nặng hơn một chút xíu giảm 0,73 Trung Quốc thì giảm 0,11 Hồng Kông 0,27 Thái Lan còn tăng Hàn Quốc tăng Indo tăng Ấn Độ tăng cả thế giới không quá xấu tức là nói về mặt tin tức về mặt vĩ mô về mặt gọi là các cái thị trường xung quanh không xấu không xấu thậm chí um, để xem giá hàng hóa tí coi đây dầu thô còn tăng như điên này. đúng không OPEC không đạt được cái đồng thuận về về cái cuộc họp lần này dẫn đến, đến khả năng giá dầu tăng Và giá vàng cũng tăng như điên luôn khí bạc tăng đồng tăng cô tông tăng thế cái gì cũng tăng thì mỗi chứng khoán của chúng ta giảm thì thì tại sao lại như vậy đúng không ạ đó có lẽ là cái 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 sự hoảng loạn của chúng ta sự hoảng loạn của nhà đầu tư khi mà gì khi mà các bạn để ý là đến đến cái cái khúc mà khoảng khoảng 1 giờ 14 giờ 15 tôi nói thậm chí là là trong phiên sáng ngày hôm nay rất nhiều cơ hội cho chúng ta thoát nhưng mà chúng ta vẫn kỳ vọng đúng không theo tôi biết là rất nhiều người vẫn còn kỳ vọng là nó sẽ lên lên nữa chứ chúng ta cũng không không lường được những cái cái cảnh báo mà nó úp như vậy bởi vì đấy cái tư duy thuần túy đúng không là gì úp thì úp ngay từ đầu chứ ai mà để kéo nhìn như vậy rồi lại úp cho nó tốn tốn đạn đúng không chúng ta cứ nghĩ như vậy nhưng mà thực chất đôi khi theo tôi nghĩ không phải úp đâu mà là do nhà đầu tư cá nhân chúng ta quá hoảng sợ đi quá là hoảng loạn đi hoặc là nếu nó có muốn thì nó cũng đạp nhẹ ở đây đúng không ạ đạp nhẹ thôi vì chúng ta nhìn về phái sinh này đúng không ạ phái sinh âm nơi 67 điểm trong khi basic vẫn dương này. dương mạnh luôn và với bản thân hôm qua là phái sinh đã được kéo lên rất mạnh rồi và gì nếu chúng ta nhìn vào nước ngoài cũng long phái sinh khá nhiều này khối lượng hợp đồng khớp thì tương đối thấp hợp đồng mở thì cũng bình thường bình quân giống như các thị trường các đợt khác thôi còn từ 28 đến 30.000 hợp đồng mở thôi đó thì mức độ quay của nó 30 x 200 khoảng 66 6 38 khoảng 7 lần nó mua ra bán vào 7 lần 200.000 nó thì thì ở một góc độ mà chúng ta nhìn nhận là gì rõ ràng à, tôi nói rõ ràng đây là cái lực bán ra là từ nhà đầu tư cá nhân chứ không phải là chúng ta bảo là tạo lập nó ép rồi nó đè rồi nó bán không có đâu khi chúng ta bị trong một cái tâm lý hoảng loạn Đúng không? Tôi nói rất nhiều rồi Nhà đầu tư cá nhân trong thị trường hiện tại chiếm 95% Và cái đối tượng này là gì? Thứ nhất là dòng tiền của họ là dòng tiền mang tính tạm thời Dòng tiền gọi là dòng tiền nóng Không biết làm gì thảy vào đây Thậm chí bán đất đi rồi thảy vào đây Rồi thậm chí được hỗ trợ thất nghiệp thảy vào đây Không biết kinh doanh gì thảy vào đây Rồi rút tiết kiệm thảy vào đây Nhưng mà khi mà có cái biến gì đó Một là chưa có kinh nghiệm Thứ hai là người ta cảm thấy không yên tâm và khi thấy xấu xấu là người ta chạy liền bản thân thị trường bây giờ đang linh sình ở vùng này là cái tâm lý người ta đã thập thò thập thò chạy rồi các bạn, có bạn hình dung ạ tức là những lên những vùng như thế này những cái người lãi thì cũng lãi rất nhiều đúng không ạ người ta lãi nhiều rồi nhưng người ta chưa chốt người ta vẫn kỳ vọng lên nữa nhưng người ta cũng chưa cần bán ra ở những nhịp rung lắc gọi là rung lắc mạnh như thế này đó thì hôm nay đạp cho một cây và khi chúng ta kịp hoàn hồn thì chúng ta đặt lệnh mb chúng ta bán hết ở ờ, những ông mà mua được thế này mà hôm nay tao bán sàn tao vẫn lời bán đi đã không có ngày mai nó sàn nữa thì lại lỗ thế là cái đấy là cái tâm lý chung và các bạn vẫn phải thoát đúng không ạ thế tại sao cả buổi sáng chúng ta không thoát buổi sáng thị trường vẫn xanh cho chúng ta rất nhiều cơ hội để chúng ta thoát chúng ta lại không làm đó chúng ta nhìn về tốc độ giao dịch rồi chúng ta nhìn về mọi cái thử xem nếu bạn theo dõi về tốc độ giao dịch là trong khoảng 10 phút cuối phiên thậm chí phiên ADC tốc độ giao dịch kinh khủng lệnh đặt kinh khủng và thậm chí là gì cái khối lượng phiên buổi sáng phiên buổi chiều À, đến đến chiều mà các bạn để ý là nó vẫn còn là khoảng tầm khoảng 20.000 tỷ thôi nhưng mà riêng cái khúc mà te tua đó thì nó tới khoảng 8.000 tỷ khớp lệnh đối với hồ C một số khá là lớn nha các bạn khá là khủng khiếp khá là nhanh và cái sự thể hiện cho một cái sự hoảng loạn sự tháo chạy của nhà đầu tư đó thì cái đó có lẽ là chúng ta cũng là để cái cách chúng ta thoát để chúng ta bảo toàn tài khoản của chúng ta đó, bằng cách nào chúng ta cũng bán rồi còn ai mua đúng không một số thì bị giống bị mua cưỡng bức giống như mình nói đúng không ạ một số thì cũng có thể là nhăm nhe bắt đáy vẫn có những người nhắn cho tôi hỏi thì bắt đáy được chưa đúng không ạ nhưng mà ở góc độ này có thể là chúng ta quan sát tiếp thêm một cái câu chuyện của tự doanh họ mua trong phiên ngày hôm nay hay họ bán cái dạo gần đây là tự doanh bán miệt mài nha gần như từ tết đến giờ là tự doanh bán không à khối ngoại cũng vậy tổ chức cũng vậy nhưng mà hôm nay ai bán hay là cũng nội là gì mua bán như thế này hoặc bán giá sàn như thế này nhưng vẫn chỉ đang là là cá nhân mua với nhau tôi nói dòng tiền lớn nó chưa quay trở lại thì chưa có dấu hiệu hồi lại đúng không các bạn chú ý câu chuyện đó nó cần kể cả tin gì tin gì à, lượng tài khoản chứng khoán mở kỷ lục như vậy đáng nhẽ là nhóm chứng khoán phải được hưởng lợi chứ tại sao nó lại nằm la liệt như thế này gần như là tất cả các cổ phiếu chứng khoán hôm nay đều nằm sàn và tất nhiên là nó kéo theo cả nhóm ngân hàng nữa hay nói đúng hơn ngân không không cần phân tích là ngân hàng sàn để kéo chứng khoán sàn hay là chứng khoán sàn kéo ngân hàng sàn nhưng mà chúng ta thấy rõ ràng đây là một câu chuyện và vô hình dung nha nhóm nhóm chứng khoán này nhóm ngân hàng đúng không là hai nhóm mà theo tôi nghĩ là cái lượng nhà đầu tư hiện tại đang kỳ vọng rất nhiều nhà đầu tư đang kỳ vọng là kết quả kinh doanh quý 2 của nó tích cực nó rất tốt và cái lượng nhà đầu tư đang nắm giữ hai nhóm ngành này rất nhiều nhiều hơn tất cả những nhóm ngành khác trong thị trường đúng không ạ? Tại vì chúng ta đang kỳ vọng là cái ngành này tích cực và chúng ta đang gom mua rất nhiều. Nhiều bạn bảo là ngân hàng nó đạt đỉnh rồi, nó đã chốt lời từ trước rồi không có đâu. Các bạn để ý thanh khoản những phiên gần đây và cái khối lượng giao dịch của các phiên gần đây đa phần là ngân hàng kéo. Nó, ví dụ Techcombank chẳng hạn, Techcombank hôm qua tăng trần, hôm nay nằm sàn. Nhiều bạn không tin được vào mắt mình, đúng không ạ? Hỏi tại sao và tại sao? Hôm qua, đây, ví dụ chúng ta đi đi xem xem thử Techcom, này. tin tốt rất nhiều, chứ tin tốt của nhóm ngân hàng cũng rất nhiều đó thì đây nếu nếu thuần về kỹ thuật thì có sợ không nếu 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 là các bạn nếu thuần về kỹ thuật nếu 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 như tôi nha tôi nghĩ thuần về kỹ thuật thì chẳng có gì sợ cả bởi vì cây này là tăng trần nhưng mà khối lượng cao đúng không nhưng mà cây này giảm sàn nhưng mà khối lượng thấp một đó là gì hàng cái này chưa về lấy gì bán đúng không nhưng mà những người bán ở dưới này là người ta sợ có người ta bán ra còn những ông ngồi trên này thì mới sợ thế thôi thì là phải chờ cổ phiếu của cây này về chúng ta mới tính tiếp được hay là nó xấu thật chưa và vẫn có thể là nó sẽ đến cổ phiếu phiên này về có thể nó giảm về lại 50 thì sao? Đó thì thì rõ ràng là chúng ta ở thị trường chúng ta do nó bị là T3 cho nên đôi lúc chúng ta phải tính toán chúng ta phải đếm. Đếm nến, đếm ngày, đếm giờ để mà chúng ta giao dịch. rồi căn nghe cổ phiếu nó về thời điểm nào nó không về thời điểm nào chứ không phải là chúng ta cứ mua là mua đại và nó tốt lắm rồi chúng ta cứ vậy chúng ta mua đôi khi là xanh thì chúng ta cứ đua mua nhưng mà đỏ thì chúng ta lại đua nhau bán chứ chúng ta không làm ngược lại điều đó bản thân VN30. Để mình vào VN30 mình xem thử xem nó như thế nào. À, VN30 cũng xấu luôn này, gãy M20 rồi. À, khả năng VN30 cũng cũng xác suất điều chỉnh cũng khá cao ha. Thanh khoản dòng tiền này, đấy. À, lúc tăng thì thanh khoản của VN30 tăng rất tốt. Nhưng khi giảm thanh khoản VN30 thấp hơn, tức là gì? nếu mà giảm là nó giảm toàn thị trường. Chứ nó không giảm trong VN30 không nhưng khi tăng thì đôi khi nó chỉ tăng trong nguyên 50, thì rõ ràng là câu chuyện chúng ta chọn sai mã, chọn sai ngành chúng ta vẫn cứ tèo như thường. Đúng không ạ? Đó thì ở với một góc độ nhìn nhận về thị trường mình đánh giá, à, mình chia sẻ thì rõ ràng là áp lực bán ngày hôm nay vẫn đến từ nhà đầu tư cá nhân. Bởi vì cái lượng cổ phiếu mà cầm nhiều bây giờ là nhà đầu tư cá nhân chứ không phải là nhà đầu nhà là tổ chức và tạo lập nữa rồi. Đúng không ạ? Nó thậm chí khối ngoại hôm nay nó vẫn bán mà nó bán nhẹ thôi tại sao có những phiên chúng ta để ý nếu mà bạn lo sợ về khối ngoại tại sao có những phiên khối ngoại bán cả nghìn tỷ thì thị trường vẫn xanh à, cá nhân cân hết thì thì nay bán 71 tỷ ăn thua gì không phải là nhà đầu tư cá nhân ở à, tổ nước ngoài bán và trong khi giá trị giao dịch cũng vậy chưa tới 3 nghìn tỷ hơn 3 nghìn tỷ khoảng 3 nghìn tỷ không ăn thua gì cả so với 30 000 tỷ chỉ bằng 10 phần trăm thôi không ảnh hưởng đến thị trường đúng không ạ rồi lát nữa xem tự doanh tự doanh thì hôm qua tự doanh cũng bán nhưng hôm nay theo mình nghĩ nếu mà góc độ mình đánh giá thì với cái phiên như thế này, có lẽ là tự doanh vẫn bán. Đó, cho nên là cái lượng lệnh mà chúng ta thấy khớp đó là một phần là cưỡng bức, một phần là nhà đầu tư cá nhân thấy giảm như thế này nhảy vô bắt thôi. Tức là cá nhân chúng ta vẫn đang chơi với nhau thôi. Còn bài chưa chia xong đâu, người ta có thể chưa tham gia trở lại đâu. Và phiên ngày mai thì chúng ta chú ý là gì? Cũng 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 lại tiếp theo là câu chuyện thế thì bây giờ tâm thế của các bạn là chờ ngày mai gà gáy là đặt ATO bán sàn tiếp. Đó cái sự hoảng loạn của các bạn bây giờ nó đang là như thế và tâm lý của những người rất nhiều người đang xem clip này hoặc không xem clip này bây giờ là chỉ ngồi chờ mong xem thứ nhất là tối nay bắt đầu săn các diễn đàn các nhóm xem tin Tì gì tại sao lý do vì sao vì sao nó giảm đấy thế mà nếu mà tin xấu á là nó bơm ra hàng loạt nữa thế này thế kia đúng không dịch bệnh rồi uh, cái gì đấy dịch số sản xuất thì uh, giảm sâu rồi doanh nghiệp thì kêu la rồi vân 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 mà mây mây cái lúc như thế này thì tin xấu nó sẽ ra nó bơm ra nó nó bù thêm vào cho các bạn thì ngay lập tức là sáng mai bắt đầu anh ơi mai đặt bán ATO luôn nha ATO luôn nha là bắt đầu chúng ta thi nhau chúng ta đặt thế thì nó sẽ làm cho thị trường nó tệ hơn nữa đúng không tệ hơn nữa thì đây tôi vẽ sẵn cái mốc này hy vọng là nó về tới đây là 1310 hoặc là quá lắm thì về 1.300 thôi tức là đâu đó cũng phải đi mất tới mấy chục điểm nữa đấy các bạn không ít đâu khả năng vẫn khả năng ít nhất là cái kỳ vọng nhiều nhất là vùng 1320 ngay MA 50 ở đây và cũng là cái giải dưới của Bollinger thì chạm ở đây rút chân lên hoặc bật lại thì mới được đấy và câu chuyện là gì ngày mai đạp xuống tới đây rồi các bạn xem nha dòng tiền lớn vào bắt hay không thì mới nói tiếp được câu chuyện của ngày sau đúng không mai đạp tiếp về đây xem có bắt hay không à, xem tiền lớn có vào gom coi như là coi như là chia bài xong rồi đó nó có vô nó bắt bài hay không Ví dụ như các bạn vô vô xong chia bài xong các bạn không bắt bài thì các bạn đâu đặt tiền đúng không ạ? Rõ thôi, còn ai muốn đặt tiền xuống rồi mới bắt bài Thì đây bây giờ cũng vậy, tao ta giảm về tới đây này, tao chia xong bài đó, thằng nào muốn chơi thì nhảy vô, bốc bài đi Đấy, thế thôi Thì cuối cùng không ai bốc thì không ai chơi à, Và có thể là còn toi nữa, lại phải chia bán mới, chia tiếp thì có thể còn giảm nữa Đấy là chúng ta chờ, thật sự là với một cái thị trường như thế này chúng ta rất là khó đoán Khi mà mọi thứ nó trơn tru rồi, nó dễ rồi thì chúng ta thấy là nó úp rất là khỏe Đúng không? thậm chí nhiều khi hệ thống mới trước khi ra thì có những một số bài báo còn đăng là ra thì nó sẽ dễ úp bô hơn thậm chí nếu nói dễ úp thì phải úp từ những phiên trước và thậm chí úp ngay từ đầu này chứ còn nếu nói úp như phiên này tôi nói cá nhân như nhóm tôi mà nếu đánh đúng theo tín hiệu đúng theo những cái nhận định của mình là chúng ta đã thoát từ sáng nay và chậm nhất là 2 giờ là chúng ta đã thoát hết rồi thì, thì úp có úp được cái gì đâu còn úp nhỏ lẻ khác có thể là nhóm mình không phải là số đông của thị trường thì không là bao nhiêu nhưng mà thực chất là vẫn tôi nói thật trong nhóm vẫn có những người không nghe mình hoặc là những người người ta cái tư duy người ta đầu tư khác hoặc người ta nghĩ giữ lâu hơn thì người ta vẫn giữ thôi chứ người ta không phải là thoát hết rồi đâu đúng không ạ thậm chí như cá nhân tôi vẫn còn đúng không còn fpt còn hòa phát tôi nói thẳng vẫn còn chứ không phải là không còn các mã khác thì ao hết rồi nó thì để cho chúng ta hình dung một câu chuyện là đa phần là nhà đầu tư cá nhân chúng ta tâm lý hoảng loạn và tâm lý ngày mai chúng ta lại bán tiếp thì nó sẽ xe quán tính mà theo quán tính thôi nó giảm tiếp rồi có thể là có tiền vào thì nó mới lên tiếp còn không có tiền vào thì còn rơi nữa chúng ta thấy bầu trời phía dưới còn mênh mông lắm hỗ trợ nằm đây rồi đúng không ạ nếu bạn kẻ thêm một cái cái đường hỗ trợ nữa mà tính từ từ cái đáy của cái 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 kỳ giảm trước thì đây chúng ta thấy thấy có vẻ mênh mông phía dưới lắm đúng không ạ có thể về tận tới 1.200 đó tôi vẫn nói rồi hôm hôm clip ngày thứ sáu tôi nhớ rồi tôi nói rồi vùng 1.200 lúc này là cái vùng hỗ trợ cực kỳ tốt đỉnh của của lịch sử mấy chục năm của thị trường nằm ở dưới này này đấy mà cái vùng này này nó mới là vùng quan trọng này có thể nó thoải, thoải thoải ở đây hồi hồi xong rơi về đây vùng này mới là vùng hỗ trợ cứng Thế còn vùng này tôi kể ra để kỳ vọng cho phiên ngày mai thôi chứ còn nếu mà thủng cái này thì chắc về dưới này thật rồi thì đấy một sự ý chia sẻ trong cái video hôm nay như vậy thôi. Hy vọng mọi người xem rồi mọi người cũng uh, cố gắng bình tĩnh nha. Cá nhân chúng ta đang chơi với nhau thôi, tạo lập hoặc là uh, dòng tiền lớn nó chưa tham gia đâu cho nên cũng chưa có gì phải sợ, đừng có gì mà hoảng và đi bán tống bán tháo như vậy. Chính chúng ta bán tống bán tháo nó mới làm cho thị trường giảm sâu như thế này. Còn không theo quán tính nó vẫn cứ giảm giống như cây này đúng không? Giảm như một vài cây này thì bình thường chứ làm sao mà mà điểm số nó đi tới 56 điểm như thế này, giảm 4% Tất nhiên nó chưa bằng phiên ngày 19 tháng 1 đây nhưng mà thực chất là như thế này là nó kéo theo cái tâm lý rất là xấu trong khi là gì lại lượng nhà đầu tư mới nhiều quá quá nhiều nhà đầu tư mới tâm lý chưa biết kiểm soát đúng không? cách giao dịch chưa biết thậm chí lúc bán cuối cùng lại không biết cứ mb và bán cứ atc mà bán bán at bán bán, bán giá sàn luôn không biết gì cả nó cũng là một cái nguy hiểm cho cho chính hệ thống luôn cho chính cách giao dịch của chúng ta luôn rồi xin chào hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo